Những người thích sống trầm lặng đa số đều có thực lực rất cao. Những người trầm lặng thường là người thích ít nói, nghe nhiều, biết rõ giới hạn của mình ở đâu, cũng hiểu rõ bản thân cần nên làm gì để trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày. Trong đám đông, người nào càng im lặng thường lại là người có thực lực rất cao, càng hiểu cách sống độc lập, càng là người có bản lĩnh, người càng lợi hại, càng biết sống khiêm tốn. Người trầm lặng, biểu hiện bên ngoài không có gì nổi bật, nhưng nội tâm lại vô cùng mạnh mẽ và phong phú, khiến người ta có cảm giác không dễ bắt nạt. Chỉ cần một ánh mắt của người đó cũng đủ khiến bạn nhận rõ họ không hề tầm thường chút nào. Người trầm lặng tuy không hay bàn luận, nhưng thực chất trong lòng họ đã có hàng ngàn lập luận để đánh bại những tiếng bàn tán ồn ào của đối phương. Nhìn qua có vẻ thờ ơ, nhưng thực tại họ đang tập trung quan sát tỉ mỉ vấn đề. Mọi người cho rằng họ không có chí cầu tiến, nhưng chẳng ai biết họ chỉ đang hạ thấp bản thân, tìm thời cơ mà hành động. Một khi họ tìm thấy cơ hội phù hợp với mình, họ nhất định sẽ tránh đi những tiếng ồn vô vị xung quanh, gia nhập vào dòng cơ hội mà hành động khiêm tốn nhưng không hèn nhát, tự chủ mọi vấn đề. Theo sự gia tăng của tuổi tác, con người ta càng ngày càng trở nên thích sống trầm lặng hơn, nội tâm lắng động, nhiều kinh nghiệm phong phú, tâm tính dần tĩnh lặng và muốn tìm đến cuộc sống bình yên, dần dần thoát ly sự bốc đồng thuở thiếu thời. Im lặng là phương thức tốt nhất khi sống độc lập. Trong yên tĩnh, ta có thể suy nghĩ, nhìn thấu vấn đề, khiến bản thân có thêm nhiều tự tin đối mặt với những vấn đề trong xã hội. Im lặng là thời gian tốt nhất để chúng ta tự giao tiếp với thế giới nội tâm của bản thân, tìm hiểu chính mình. Bởi vì chỉ khi chúng ta có thể hiểu rõ chính mình muốn gì và có gì, chúng ta mới có thể làm tốt mọi việc. Khi đang ở trong hoàn cảnh thuận lợi, đừng quá phấn khích mà quên đi những việc cần phải làm. Duy trì một góc nhỏ yên tĩnh cho tâm thức, để chúng ta có thể giữ vững sự tỉnh táo và sáng suốt trong mọi hành động. Quá đắc ý chỉ khiến tiểu nhân đố kỵ, sinh ra thêm một đối thủ không đáng có. Trong nghịch cảnh thì sao? Đó là nấm mồ của kẻ yếu, nhưng lại là nấc thang cho kẻ mạnh. Làm người trầm lặng, hãy cho bản thân thời gian cá nhân riêng để tiêu hóa vấn đề, không thụ động chờ việc qua, cũng không lười biếng hay suy sụp tinh thần. Cách giải quyết tốt nhất chính là bản thân hãy can đảm đối mặt với nó, tìm ra cách giải quyết triệt để nhất. Cuộc sống yên tĩnh và cô độc luôn là bước đường trưởng thành khó tránh khỏi trong cuộc đời mỗi người. Đừng vì những tham muốn sai trái mà đánh mất bản thân. Chỉ khi bạn ở một mình, cơ thể mới có thể thoải mái thư giãn, cảm nhận hạnh phúc và bình yên nơi tâm. Muốn hạnh phúc khi sống, đừng đòi hỏi quá nhiều. Trong cuộc sống hiện nay, có quá nhiều người vì để có cuộc sống sung túc mà bận rộn tối mặt, từ rạng sáng đến giữa đêm, không có chút thời gian riêng tư nào cho bản thân yên tĩnh và suy ngẫm hay cảm thụ về thế giới này. Mà khi tâm một người không tịnh, dù cơ hội có đến đi nữa cũng chỉ khiến họ cảm thấy sợ hãi và cô đơn bất tận. Loại yên tĩnh này không còn là khoảnh khắc đem lại niềm vui và an ổn cho tâm trí nữa, mà chỉ là những nỗi đau và sự trống rỗng. Trầm lặng chỉ có lợi khi trái tim bạn được an ổn, đôi mắt nhắm lại và thấy thế giới tươi đẹp của riêng mình, chứ không phải sầu muộn vì nhìn thấy một sấp hồ sơ dày cộm, bao nhiêu giấy tờ chưa xử lý
giấy báo tiền điện nước hay học phí cho con. Trầm lặng lúc này như khi bạn ngồi thiền định trong yoga, nó giúp bạn xóa tan đi án mây mù trong cuộc sống để tâm hồn bạn được du hành và thanh thản, để tương tác với trái tim và tìm hiểu suy nghĩ chân thực của lòng mình để cuộc đời đi đúng hướng. Hãy gác lại những phiền muộn của cuộc sống, lắng nghe tiếng nói trong tâm hồn bạn và trò chuyện với nó để sống cuộc đời trầm lặng, chất lượng cao. Một người có nội tâm càng yên tĩnh, càng có thực lực, làm việc gì cũng dễ thành công. Hơn nữa, nội tâm cũng rất kiên cường, không gì những lời phiến diện bên ngoài mà dễ dàng gục ngã. Nếu gặp sự cố lại còn hoang mang sẽ khiến vấn đề chỉ thêm tồi tệ hơn. Tập cách kiềm chế cảm xúc, hít thở sâu, bình tĩnh lại, dành vài phút để ở một mình suy nghĩ về vấn đề, nhất định kết quả bạn nhận được sẽ tốt hơn nhiều so với lúc ban đầu. Khi cơ thể được đồng nhất với tâm trí, trở nên yên tĩnh, dù chỉ trong chốc lát đi nữa, nó vẫn sẽ đem đến cho cơ thể bạn một loại sức mạnh quý giá, khiến bản thân nhìn rõ bản thân, cũng khiến bản thân nhìn rõ thế giới. Làm việc thoải mái, có tinh thần, đem lại năng suất cao cho công việc. Trong cuộc sống, bất kể bạn gặp khó khăn gì đi nữa, chỉ cần bạn biết cách bình tâm lại, mỗi vấn đề khó khăn đều được giải quyết từng cái một, và bạn cũng có thể tìm ra cách tốt nhất để loại bỏ những cản trở xấu đó. Cuộc sống không hề dễ dàng chút nào. Nếu khi còn nhỏ cảm thấy thế giới quá tốt đẹp, hãy cảm ơn cha mẹ bạn đã bảo bọc bạn quá tốt. Còn bây giờ, khi đã trưởng thành, hãy tập sống trầm lặng. Trên đường đời, khó khăn chỉ có thể quật ngã một người khi tâm họ rối loạn, không còn động lực và cố gắng. Chính vì thế, đừng để phiền não hủy hoại bản thân, giữ tâm luôn bình tĩnh ở mọi lúc, mọi nơi mới là điều đáng quý nhất. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe hết video. Nếu quý vị thấy những chia sẻ của kênh là hữu ích, xin vui lòng cho một đăng ký kênh, một nút like và để lại bình luận để kênh có thêm động lực để tiếp tục chia sẻ. Và quý vị đừng quên nhấn chuông để xem những video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn.